một người phụ nữ đến gần chiếc xe máy màu trắng rồi lấy đi chiếc ba lô để trên xe máy. Điều đặc biệt, bà ta không phải là chủ nhân của chiếc ba lô mà được cho là kẻ trộm. Cô gái đang mua rau củ bên trong cửa hàng mới chính là chủ nhân của chiếc ba lô. Toàn bộ vụ trộm diễn ra trong chưa đầy 30 giây. Nạn nhân là cô gái 23 tuổi quê ở tỉnh Tây Ninh. Cô gái cho biết vào khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 6 năm 2022, trên đường đi làm về, chị ghé vào một cửa hàng trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mua rau củ. Lúc này cô gái để ba lô trên xe máy, chưa đầy một phút sau, cô gái phát hiện chiếc ba lô để trên xe của mình không cánh mà bay. Xem lại camera an ninh thì thấy, trong lúc cô gái mua rau củ đã có một người phụ nữ trung niên đi đến lấy ba lô trên xe của mình rồi rời đi. Theo định vị trên điện thoại, nạn nhân chạy xe máy đuổi theo hơn 3 km ra đến giao lộ Phan Văn Trị Phạm Văn Đồng thì mất dấu. Nạn nhân đã trình báo công an và khai bên trong ba lô bị trộm mất có laptop và một chiếc điện thoại với tổng giá trị khoảng 35 triệu đồng. Liên quan vụ việc này, ngày 10 tháng 6 năm 2022, công an phường 5 quận Gò Vấp xác nhận có xảy ra vụ việc. Công an đã tiếp nhận tin trình báo của nạn nhân, lập hồ sơ trích xuất dữ liệu camera an ninh phục vụ công tác điều tra truy xét.